Kính mời quý vị khán giả theo dõi hiệp 1 trận đấu giữa Năm Cửa Ô và FC Mận. Vào! 1-0 cho Năm Cửa Ô, bàn thắng rất đẹp. Một đường chuyền chuẩn xác của đội trưởng Hải Dương. Và số 15 Ngọc Anh bật cao đánh đầu rất tốt. Một bàn thắng chuẩn như sách giáo khoa. Năm Cửa Ô đã có được lợi thế dẫn bàn sau những phút đầu ép sân. Cánh trái Hải Dương lắc khá tốt. Văn Sinh qua thủ môn rồi. Vào! 2-0 cho Năm Cửa Ô. Pha phản công rất tốt. Văn Sinh đã có pha quạt chân trái rất khéo loại được thủ môn của FC Mật. Và sau đó truyền vào cho Quân Trạch. Nhiệm vụ của Quân Trạch khi đó là rất đơn giản. Đệm bóng vào lưới trống. Thắng của Ngọc Anh và Hồng Quân. Hồng Quân rất hay. Quá đẹp mắt. Một siêu phẩm của Quân Trạch. Một pha đảo chân và sau đó sút xa rất hiểm. Pha bóng rất cố gắng của Văn Sinh đã trở thành đường kiến tạo cho Hồng Quân. Một pha chuyền bóng ra Bona vào. Một siêu phẩm của Quân Trạch. Một pha ra Bona ghi bàn quá đẳng cấp và đẹp mắt, đầy ngẫu hứng. Tuyệt kỹ ra Bona của Quân Trạch. Làm gì đây? Hat-trick không? Hat-trick rồi. 6-0 cho Năm Cửa Ô. Quân Trạch đã ghi hat-trick. Vào! Bảy không cho Năm Cửa Ô. Như vậy Hồng Quân đã ghi 5 bàn. Không vào. Có vào hay không? Vào. Cởi áo ăn mừng rồi. Bàn thắng nâng tỷ số lên 8-0 cho Năm Cửa Ô. Người ghi bàn là số 19 Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa đã phải nhận thẻ vàng vì ăn mừng, cởi áo ăn mừng. Nhưng anh vẫn cười rất tươi. Yeah.
Be a